Thế là chú Long Thủy. Thế chị Minh Minh. Chào người miền Tây. Vâng, hôm nay Dương Vy lại tiếp tục nói về cái đám giật chủ quậy bot cùng với cái tên AQ, thêm một số kẻ ba sọc đấy. Vâng, chào anh người miền Tây. Đối với ngày hôm qua thì việc mà cái đám Thái Bình nó đánh cái bot ở Sơn Tây Hà Nội á, thì từ lúc khoảng 2 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều thì công an với lực lượng chức năng người ta cẩu cái xe của cái đám dân chủ cuội ở Thái Bình á, nó đánh ở Sơn Tây á, về đồn công an. Cái đám dân chủ quậy ở Sơn Tây hôm qua dẫn đầu là bà Huệ Như. Cái bà Huệ Như này này, trước đó một tên tên Tính cũng bị bắt vì cái tội tuyên truyền phản động chống phá nhà nước thông qua những cái bài hát dạy cho học sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh đó, cũng có mối liên hệ khá là thân thiết. Nhưng tên Tính này này liên hệ với cái người mà cầm đầu trước đó bị bắt tại Hà Nội bởi vì quấy rối bot ạ. Cái người đó thì Dương Vy cũng quên mất cái tên, và mọi người cũng tìm xem cộng đồng mạng mình rất là gió vì cái vụ mà quấy rối bot bị bắt đấy. Thì cái đám dân chủ cuội này này đòi trả tự do cho người bị bắt đó. Có ai nhớ thì nhắc cái tên hộ Dương Vy tí. Đấy. Thì đêm hôm qua khoảng 9 giờ thì bọn chúng nhớ được công an ở Hà Nội thả tự do, nhưng mà tạm giữ lại cái xe ở công an huyện Sóc Sơn đó, tại công an huyện Sóc Sơn. Nhưng mà trước khi được thả tự do ấy thì cái đám này này có livestream và đàn em của Huệ Như biết có một mụ là em dì của Huệ Như cũng đến, và em trai của tên lái xe cũng đến và kêu cả luật sư đến. Đấy là việc mà bọn chúng tối hôm qua làm. Cái tên luật sư đó là Việt. Đấy. Với cái việc mà bọn chúng làm như hiện nay á, thì cái phong trào bọn chúng khá là rộng khắp và được cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng mạng ở Facebook hưởng ứng rất là nhiệt tình. Nhưng mà có một điều người dân ở trong nước không ai để ý biết là chính những cái live stream, cái level stream của bọn chúng, level stream này, là bọn chúng level và các xuyên tạc viên, có nghĩa là bọn ba que ở hải ngoại cũng như bọn Việt Tân đó, đồng thời phát trên live trực tiếp trên các trang phản động của bọn chúng. Thậm chí bọn chúng còn cắt ghép xuyên tạc trên các đài RFA, BBC. Đấy. Tất cả những cái trang thông tin, các trang đài báo phản động bọn chúng đều đưa tin hết. Đó là điều rất là nguy hiểm mà người dân trong nước thì nhiều người thấy đi đánh bot, có nghĩa là đi qua những cái trạm thu phí đó, trạm BOT đó không bị thu phí nữa là tốt, thì hưởng ứng cái kiểu đánh bot đấy.
Có nghĩa là không phải bỏ tiền để trả tiền bot. Nhưng mà đứng đằng sau cái đám này này là có một thế lực rất là lớn. Thế lực ở trong nước là những ai? Là những công ty xí nghiệp vận tải là đứng đầu. Ở hải ngoại là có cái đám Ba Sọc Việt Tân, nó cũng nhồi tiền cho. Và chiều nay á có một cái livestream của một bà ở Thái Nguyên, mà lúc nãy Dương Pi cũng đăng một người ở trong cái livestream đó lên trên cái trang cá nhân của Dương Pi. Nếu mà Dương Pi cứ tiếp tục đăng như vậy á thì tất cả những cái livestream của bọn chúng Dương Vi sẽ không theo dõi được và không thể tìm được những cái sơ hở của bọn chúng, bởi vì bọn chúng chặn hết á. Bot BOT ở Thái Nguyên Dương Vi tạm thời chưa nhắc đến. Bởi vì cái bot BOT này này có một bà cầm đầu, bà này trên 60 tuổi, nhưng mà bà này có số có má ở khu vực Thái Nguyên. Đấy. Lúc bà ấy livestream gần kết thúc bà không để ý, thì những người đi cùng đánh bot hầu như là những người kinh doanh vận tải và một số người ủng hộ cái việc bà ấy đi đánh bot thông qua mua sách báo, thậm chí cả những cái cuốn hiến pháp để đòi gọi lập hội lập nhóm. Thì trong lúc mọi người giải tán ra về thì có một số người đã đưa cho bà ấy một số cọc tiền mệnh giá là 200 ngàn đồng. Đấy. Bà ấy còn hỏi đây là cái tiền gì, bảo là tiền chị vất vả mua nước mua nôi là chăm sóc anh chị em đấy, nhưng mà rất là nhiều, ba bốn người đưa cho cơ, đưa khá là kín. Và Dương Vi thấy có một cọc nó mờ mờ là mệnh giá 200 ngàn đồng. Mà sau khi giải tán ấy, cái nhóm đấy nó khá đông, nó lên khoảng 4 xe ô tô cái loại 16 chỗ. Mà ở hai đầu thì cơ quan chức năng, cũng như là lực lượng chức năng, người ta cũng theo dõi cái đám này nó làm gì. Dương Vi quay lại cái màn hình cho xem một cái hình ảnh lúc mà chiều nay cái đám đánh bot ở Thái Nguyên. Đây, cầm quyển hiến pháp trên tay đây. Nó đòi coi là đòi đòi thành lập hội nhóm cùng sở thích đi đánh bot. Bọn chúng bây giờ đã sử dụng đến cả hiến pháp, thậm chí cả luật pháp và các nghị định thông tư đòi đi đánh các bot. Thêm vào đó nữa, bọn chúng sẵn sàng thuê mướn luật sư để giải cứu bọn chúng khi mà bọn chúng bị cơ quan chức năng tạm giam tạm giữ đấy. Chính vì vậy á, cái đám này có người chỉ đường dẫn lối, đặc biệt đứng đằng sau có tên Dũng Vô Va, mà mọi người biết Dũng Vô Va là ai đấy. Đây là hình ảnh chiều hôm nay, còn cái này là chiều hôm qua. Đây là tên luật sư Việt, luật sư của bà Huệ, cái nhóm bà Huệ. Đây. Đây là em dì của bà Huệ đến giải cứu, còn đây là mụ Huệ. Đây là Bùi Tiến, anh trai của tên Sơn Bùi. Tên Sơn Bùi cũng là một tên mồm mép rất là kinh khủng, mà sẵn sàng đương đầu với các lực lượng chức năng bằng hình thức là tự bào chữa và sẵn sàng là đặt camera ghi hình những cái công việc làm của công an huyện Sóc Sơn đấy, để đối đầu trực tiếp với công an huyện Sóc Sơn. Đấy là tuyên bố của hắn vào đêm hôm qua.
Đây là người ở Thái Nguyên nhé. Đó là việc mà bọn chúng đánh bót. Tại sao bọn chúng manh động như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì cái lợi nhuận mà bọn chúng đi đánh bót này được rất là cao. Thứ nhất, có 3 nguồn tiền. Nguồn tiền tài trợ đầu tiên là chính các công ty doanh nghiệp vận tải thường xuyên qua các trạm BOT đó. Đó. Nguồn tiền thứ hai là từ cái đám ba que ba sọc ở hải ngoại. Người ta nhồi vào thông qua những cái livestream, những cái bài viết để chống đối đảng nhà nước, chống phá lại các bot. Cái nguồn tiền thứ ba đó là những cái livestream mà cái lượt view trên Facebook và trên YouTube nhiều ấy, thì bọn chúng được thêm cái tiền đó nữa. Đó là ba cái lợi nhuận mà bọn chúng được trong vòng 4 năm nay từ khi bắt đầu bọn chúng đi đánh bot. Nhưng mà đánh bot mạnh thì vào năm ngoái, đầu năm ngoái, vào khoảng tháng 4 đến tháng 7 năm ngoái, đánh bot tất cả các bot ở trong miền Nam rất là mạnh. Sau đó cuối năm ngoái quay ra đánh ở ngoài phía Bắc. Đấy. Từ Quảng Ninh, Hải Phòng cho đến Hà Nội, Thái Nguyên. Mà Dương Vy hôm qua cũng làm livestream nói rồi đấy. Riêng các trạm BOT ấy, cái trạm nào người ta thu phí đủ người ta khắc tự xả. Trong đó nhà nước người ta giám sát quy định hẳn hoi. Hôm nay có tranh luận với một người. Người đó nói rằng thế vay tiền vốn ODA của Nhật Bản, của Hàn Quốc đầu tư vào làm đường thì tại sao còn thu phí? Nếu không thu phí, lấy đâu cái tiền vốn để trả lại cho các nước như Nhật Bản với Hàn Quốc khi người ta đầu tư tiền mà để làm đường cầu cống các thứ để có đường ngon chạy từ Bắc đến Nam, ngủ trên xe không rung lắc như bây giờ. Thế mà bọn chúng á bỏ ra 30.000 thậm chí 40.000 cũng không chịu. Như bà Huệ Như hôm qua đi khoảng 4-5 km mà bỏ ra có 10.000 đồng mà cũng không chịu. Loằng ngoằng mái ở chỗ bót ấy, gây cản trở giao thông mấy tiếng đồng hồ. Như vậy là nó gây rối an ninh trật tự chứ không phải là đánh bót. Nếu mà các vị khẳng định bót đó là bót bẩn thì các vị có thể làm đơn hoặc là kiến nghị lên các cơ quan chức năng, thậm chí tại địa phương, ví dụ phường xá đấy có cái bót đặt tại đó thì chúng tôi cảm thấy không hợp lý, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xá, cấp phường và cấp quận huyện đó giải quyết như thế nào, trả lời cho chúng tôi có một cái hẹn hẳn hoi. Nếu mà không có hẹn thì chúng tôi sẽ khiếu nại ra đến cơ quan chức năng, thậm chí tòa án để lại giải quyết cái vấn đề này dứt điểm, trả lời cho chúng tôi được biết. Cái điều đó mới gọi là yêu nước, thương dân vì lợi ích chung của toàn dân. Chứ không, cái này các vị thành lập một nhóm 5-7 người xong các vị đi gây ùn tắc giao thông, xong là các vị live stream, câu view, câu like, tiền ba que nó nhồi cho tiền cái đám đánh bót, cái đám gọi là vận tải, doanh nghiệp vận tải người ta nhồi cho, ta lại có thêm cái tiền ở trên YouTube với Facebook, đặc biệt là cái bọn hải ngoại nó nhồi tiền cho cái đám này rất là nhiều, đám ba sọc Việt Tân ấy. Chính vì thế thì bọn chúng mới thành lập ra rất là nhiều nhóm đánh bót. Nhưng mà cái nhóm của bà Huệ Như này, cái nhóm này là nhóm đánh bót lâu nhất, thằng Sơn Bùi nó với Huệ Như các thứ đánh khoảng 4 năm nay. À, tai tiếng khắp nơi. Nhưng mà hôm qua khăng khăng bảo là chúng tôi có làm gì đâu, cái tay đôi với công an. Nhưng mà công an huyện Sóc Sơn ấy, người ta không nắm được bằng chứng, không lôi được những cái clip mà ngày trước cái đám này nó đi đánh bót ở khắp Bắc Trung Nam á, ra để đối chứng đi đến đâu cái đám này gây ách tắc những trạm BOT đến đó. Đấy là về việc cái đám đánh bót.
mọi người cũng nên cùng Dương Vy lên tiếng, bởi vì bọn chúng đánh bót không đúng cái quy định của pháp luật. Người ta khiếu nại, rõ ràng các vị ấy cầm cái hiến pháp ở trên đó, hiến pháp ở trên tay, thậm chí cả luật ở trên tay, nghị định thông tư chính phủ ở trên tay, mà vẫn đi cản trở gây ách tắc giao thông, đòi lập hội lập nhóm để đi đánh các bót, các trạm BOT. Cái điều đó là sai với quy định của pháp luật. Cái điều nữa là bọn chúng đã thuê cả luật sư, có luật sư đấy rồi các vị còn vi phạm pháp luật, các vị sẵn sàng vi phạm pháp luật để luật sư ra bào chữa cho thân chủ của mình. Nhưng bằng cái gì? Bằng hình thức. Thân chủ của tôi chưa có lệnh nên là tôi ra bảo lãnh. Đấy. Chính vì vậy á, cái bọn này bây giờ rất là manh động. Mà bọn chúng lại ngáo thêm một cái ngáo nữa, đó là ngáo ở trên Facebook. Bởi vì nhiều cái lượt người ta coi, người ta xem xong tung hô bảo chị làm thế này đúng rồi, em làm thế kia đúng rồi, cố lên, anh em chúng tôi ủng hộ. Nhưng mà thực tế nhiều người vào xem, người ta rất là bực, chẳng qua người ta không dám comment lên thôi. Còn đối với Dương Vy á, không thể nhịn được nên Dương Vy cứ comment vào đấy, comment vào đấy, kiểu gì cũng bị chặn hoặc bị block. Đấy, riêng hôm qua Dương Vy đã ấn và theo dõi cái đám đánh bot này trên 30 người, nhưng mà hôm nay còn có lại trên ấy là nó khoảng 5-7 người thôi, nó đã chặn hết rồi. Đấy, bọn chúng đánh bot đang bây giờ đánh ở Hà Nội, Sóc Sơn, sau đó tiếp tục sẽ đánh, chắc chắn là sẽ đánh là Hải Dương, bởi Hải Dương á có một cái đám dân chủ cuội ở đó hoạt động rất là mạnh. Cái đám dân chủ cuội bot này sẽ kết hợp với cái đám dân chủ cuội gọi là môi trường ở Hải Dương, tiếp tục làm loạn, thậm chí bọn chúng sẽ kéo lên Hà Nội chỗ khu nhà tiếp dân ấy, để làm loạn tiếp. Cái việc đó thì nếu mà các cơ quan chức năng không giải tán được, không giải quyết triệt để được cái đám đánh bot này, rất là nguy hiểm ở chỗ đấy. Còn nói về cái ba sọc Việt Tân thì bọn chúng lại dùng cái chiêu bài chia rẽ người dân với đảng nhà nước thông qua cái gì? Thông qua sự phân hóa giàu nghèo. Đó. Cán bộ người ta đi làm, thậm chí cắm sổ lương đi vay nợ ngân hàng. Tiền thậm chí là tiền sữa cho con phải đi cắm quán. Làm rất là nhiều việc nên người ta mới có được cái này cái nọ. Thắt lưng buộc bụng. Các vị ấy cứ xuyên tạc điều đó là không đúng. Một thêm một cái nữa, tối hôm qua A Quy lại nói đến cái đồng tiền, cái tên A Quy bật thiếu tí, Dương Vy lại nhắc lại cái tên này một chút. Hắn nói là bây giờ trên lãnh thổ Việt Nam cái đồng tiền Trung Quốc, đồng nhân dân tệ được dùng tràn lan khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Đó là thông tin từ đâu mà cái tên A Quy có. Những cái thông tin này do cái đám dân chủ cuội ở trong nước, cái đám Chí Phèo F2 ấy, nó đưa cho A Quy. Mà cái đám Chí Phèo F2 nó có bao giờ nhìn thấy đâu, nó có biết đâu. Duy nhất cái đồng tiền nhân dân tệ nó được sử dụng ở 6 tỉnh phía Bắc, có nghĩa là tại khu vực biên giới, để làm sao để nó thuận tiện giao dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ở ngay tại gần giáp cửa khẩu có các ngân hàng, người ta cho trao đổi nhân dân tệ với Việt Nam đồng, và ngược lại bên Trung Quốc cũng cho trao đổi Việt Nam đồng và nhân dân tệ. Đấy. Nếu mà các vị ấy nói bảo là cái đám bà que với cái đám dân chủ cuội, nếu mà nói bảo là đồng nhân dân tệ được dùng tràn lan ở trong nội địa, sâu trong nội địa, tôi thách các vị từ cửa khẩu Thanh Thủy chỗ tỉnh tôi thôi đến tại địa phương tôi chưa đầy 40
4 km, 40 km, các vị chỉ có bước vào đến thành phố mà sử dụng đồng nhân dân tệ đi mua hàng hóa, các vị không bị bắt. Tôi thề tôi không làm người. À, cái đồng nhân dân tệ, đồng ngoại tệ nó không được dùng tràn lan, nó phải có quy định là vào ngân hàng hoặc là vào những cái nơi mà người ta cho trao đổi mua bán ngoại tệ, có nghĩa là tại tiệm vàng người ta được phép mua bán trao đổi ngoại tệ đó thì mới được bán, từ đó quy đổi cái đồng ngoại tệ sang Việt Nam đồng mình mới được dùng. Đây, như vừa rồi tôi đi vào trong Nam du lịch, trong ví tôi có 2 đồng nhân dân tệ, tôi còn không dám đem ra. Đem ra nhớ bảo mua hàng à, nó gọi công an, chủ quán gọi công an bắt, lại phạt mất mấy chục triệu sao, tiền không có. Dại gì, luật pháp Việt Nam nó rõ ràng như vậy mà tên A Quy nó lợi dụng cái việc này, nó đi xuyên tạc vào Việt Nam sắp trở thành một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020. Đấy, ý đồ của bọn chúng đều là như vậy, cái đám dân chủ quậy trong nước cũng như thế. Nhưng mà xin thưa với mọi người rằng nhé, riêng Tân Thái, Benny Trương từ hôm 9 sang 10 mà chiều 10 Việt Nam không có biểu tình, là hai tên này đã tắt diễn đàn và bọn chúng đã đi rút tiền để nhậu nhẹt ăn chơi với cái con Bích Giang rồi. Đấy, còn tên A Quy này với tên Hùng Lân ấy, Hùng Lân thì không đáng nói, tên Điếm Đực này không nên nói. Còn tên A Quy á, là cái tên này chuyên nằm ở trên mạng 24/24, mà Dương Vi cũng nói nhiều trên livestream, thậm chí trên YouTube cũng có. Tên này á, nó đấy là cháu của tên Đào Minh Quân, và nó chuyên đi thu thập thông tin để bán cho Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh. Đấy, mà Nguyễn Hữu Chánh bây giờ cũng không là gì, để làm sao để cho cái tổ chức phản động như Nguyễn Hữu Chánh với Đào Minh Quân này nó đấu đá nhau, hắn ngư ông đắc lợi và tiền hắn hưởng. Cái tên này nó thậm chí nó bỏ ra 100 triệu Việt Nam nó mua một cái tin của một người ở trong nước, có nghĩa là địa chỉ, tên tuổi, địa chỉ, công việc, để làm sao để nó đưa lên mạng, nó chia rẽ anh em ở trên cộng đồng mạng, chia rẽ, gây xáo trộn, nghi ngờ cái công ăn việc làm của người đó với cấp trên, thậm chí là với bạn bè đồng nghiệp. Chính tên này này, trong khoảng thời gian Dương Vi không livestream á, thì Dương Vi cũng không được cảnh báo mọi người rằng tên này nó lên diễn đàn ấy, mồm 5 miệng 7, đâm bì thóc, chọc bì gạo, để cho anh chị em trong nước đấu đá nhau trên diễn đàn bởi vì một câu nói của hắn. Thực tế hắn chả là cái gì cả. Hắn có một đệ tử thường xuyên về nước và thường xuyên cung cấp những thông tin ở thực địa cho hắn. Tên này á, tên hay về nước á, là tên Mặt Nám. Họ tên như thế nào Dương Vi cũng không nói ra cho mọi người biết được. Đấy, mà hắn có khoảng 6 tiệm thuốc Tây tại thành phố Hồ Chí Minh cho tên đó quản lý, để làm sao lợi dụng vào việc đó moi móc thông tin. Tại sao nhiều anh chị em trong nước thậm chí còn chưa biết là ở trong cái khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh này, phía Nam nó có xảy ra sự kiện gì thì hắn đã biết rồi. Đấy, bởi vì hắn á, mua chuộc một số tên phản động ở trong nước này cùng với một số người á, tự xưng là chính danh chính nghĩa, mà tên Mặt Nám nó cài vào rồi, có tin gì đưa cho tên Mặt Nám, tên Mặt Nám bắn tin sang cho A Quy, và A Quy từ đó
nó bán lại cái thông tin cho tổ chức Đào Minh Quân, cho dù là cậu cháu chú cháu gì ấy, nhưng mà nó sẵn sàng chơi ngay. Thêm tên Thích Thông Lai già ngáo đá nữa, sư trở ra sư, sái trở ra sái, suốt ngày vớ va vớ vẩn. Đối với tên AQ á, nó vào diễn đàn ai cũng được, nhưng mà chúng ta lưu ý một điều rằng những cái lời nói của nó thì nó rất là nham hiểm. Hắn á, lúc nào cũng có tư tưởng đòi lật đổ Đảng Cộng sản, nhưng mà hắn biết là đi theo cái cách của Đào Minh Quân hay Nguyễn Hữu Chánh không bao giờ lật đổ được chế độ Đảng Cộng sản, nên hắn á tìm những cái cách khác, những cái phương thức khác nham hiểm hơn cơ. Như diễn đàn ngày trước rất là đoàn kết, nhưng mà hắn đã thành công với tên Hùng Lân, đã thành công là làm sao gây chia rẽ cho anh chị em trên các diễn đàn. Hắn á, cánh tay của hắn không phải là ngắn đâu, cánh tay hắn như cánh tay bạch tuộc ấy. Hắn còn có người ấy, ở bên Úc về Việt Nam để làm sao để đi đến chỗ những người hay livestream để dò hỏi, và còn bảo người ta bảo nên nói thế này nói thế kia, đừng chia rẽ kia, bà sọc bà xiết, đừng nói bà sọc live stream, đừng nói bà sọc nữa, chỉ nói Việt Nam Cộng Hòa thôi. Thì Việt Nam Cộng Hòa chả bà sọc là cái gì, còn nói cái sự tâng bốc ăn không nói có như cái đám ba que. Ví dụ như cái đợt biểu tình mùng 9 tháng 6 vừa qua tại Hồng Kông, chính quyền Hồng Kông người ta thống kê có khoảng 250.000 người, thì bọn chúng nói là riêng ở Hồng Kông biểu tình nó lên 1 triệu người để phản đối cái luật dẫn độ Hồng Kông, từ Hồng Kông sang đất liền kia rồi đó. Nếu bọn chúng cứ nói ui Việt Nam nguy cơ mất nước rồi, nguy cơ mất nước, nguy cơ trùng trùng rồi. Nguy cơ mất nước ở chỗ nào? Ngày trước đánh nhau như thế, từ 1964 cho đến 1975, chiến tranh ở Việt Nam liên miên, bom đạn dội xuống khắp ba miền Bắc Trung Nam, mà những người dân á, người ta còn chưa nghĩ là mất nước. Lúc đó ở trên lãnh thổ Việt Nam có hơn nửa triệu quân Mỹ, còn chưa lo mất nước. Đến năm 1979 đến 8 1979 đến 1989, Việt Nam với Trung Quốc đánh nhau ở khắp các tỉnh biên giới phía Bắc. Bọn chúng tuyên bố bảo là ăn cơm ở Hà Nội buổi trưa, người dân còn không lo mất nước. Bây giờ đường biên giới người ta phân định rạch ròi hẳn hoi, định vị bằng GPS, kể cả tôi muốn lấn chiếm anh 1 mét cũng không được, mà anh lấn chiếm tôi 1 mét cũng không xong. Đó. Thì làm sao mất nước? Mà đánh nhau như vậy, hàng nghìn nghìn quân người ta đánh nhau liên tục như vậy còn không để mất nước, thì bây giờ Việt Nam quân hùng mạnh, vũ khí tối tân,
con người người ta thông minh, hài hòa, thông thoáng. Vâng, chào chị Thanh Quốc, chào chị Hải Yến. Ngày trước nhá, khổ, dân thì đói khổ này, công nghệ lạc hậu, vũ khí lạc hậu, hầu như là vũ khí được viện trợ từ Xô và Liên Xô và Trung Quốc để đánh Mỹ. Sau 1979 đánh Trung Quốc thì lại dùng những cái vũ khí mà bọn ba que nó thua tháo chạy bỏ lại ở tổng kho Long Bình ấy, đem ra sử dụng ở vũ khí của Mỹ. Mà Việt Nam có bao giờ là sợ mất nước đâu, đặc biệt là những người nông dân như Dương Huy này, những người nông dân cộng sản này, người ta chỉ tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, của nhà nước. Khi nào Thủ tướng, Chủ tịch nước công bố quyết định có chiến tranh thì chúng tôi sẵn sàng cầm súng đánh trả bất kỳ kẻ đầu thù nào, các thế lực nào. Còn bây giờ các vị lợi dụng không gian mạng để chiến tranh tâm lý, gọi là tâm lý chiến trên không gian mạng, thì những người dân bình thường như chúng tôi cũng sẵn sàng lên phản biện để chống lại cái âm mưu diễn biến hòa bình của các vị. Các vị lợi dụng không gian mạng này để gây chiến tranh tâm lý là thứ nhất. Cái thứ hai, mục đích thứ hai là bọn chúng gây bạo loạn lật đổ, đó là cách mạng màu. Riêng tháng 6 năm 2018, thông qua việc họp quốc hội mà quốc hội thông qua ba cái đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng, thì bọn chúng đã sử dụng chiến tranh tâm lý khá là thành công. Thứ nhất, lôi kéo kích động người dân, bởi vì người dân chưa hiểu biết về luật đặc khu, chưa hiểu biết về luật an ninh mạng nên sợ, thì bọn chúng cứ dựa vào Trung Quốc là sau này sẽ Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc, nên là người dân người ta rất là lo sợ cái điều đó. Những người người ta chưa nắm bắt, chưa hiểu biết về cái đám ba sọc Việt Tân Dân Chủ Quậy ở trong nước cũng như hải ngoại này, nên người ta đã lên tiếng phản đối. Còn về tiếp sau cái bước thứ hai, kế hoạch thứ hai, sau khi người dân người ta hoang mang lo sợ như vậy thì bọn chúng lại cho thêm một mồi lửa nữa, đó là ở các nước như Úc, Pháp, Canada, Mỹ, bọn chúng biểu tình để gọi là yểm trợ đồng bào trong nước lấy tinh thần xuống đường biểu tình. Thì bọn chúng đã thực hiện cái kế hoạch đó từ đêm mùng 6 tháng 6 rạng sáng mùng 7. Đấy. Thì tiếp tục người dân trong nước người ta thấy vậy, sau cái đám Dân Chủ Quậy trong nước là hô bảo đấy, người dân Việt Nam ở nước ngoài người ta còn lo lắng cho chúng ta tại sao không đứng dậy cầm cờ quạt xuống đường biểu tình đi, không mất nước. Thế là mọi người ào ào xuống đường lúc đó gây bạo loạn ở Bình Thuận, và hậu quả đã mất mát hàng mấy chục tỷ, thậm chí nghìn tỷ về thiệt hại kinh tế rất là to lớn sau cái vụ ở Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh đó. Đó là cái bước thứ hai. Còn bước thứ ba, nếu mình không khống chế được cái vụ bạo loạn ở Bình Thuận mà Dương Bi ấy phải khen ngợi những chiến sĩ trực ban tác chiến ở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, khi bọn chúng lao vào cái đồn biên phòng để cướp súng, thì anh em trực ban rất thông minh, lấy sơn kẻ vạch trắng ở ngay trước doanh trại quân đội, ai bước qua vệt trắng đó có nghĩa là
vi phạm bắn, đó là lệnh, thì trong lúc đó bọn chúng không dám vào. Nếu mà bọn chúng vào cướp được súng ở đấy, hậu quả nó sẽ như thế nào? Đó. Vâng, ngày 11 tháng 6 thì cái đám đó nó nằm trong cái tầm kiểm soát rồi Xuân Định ạ. Dương My kể lại cái vụ 11 tháng 6. Khi nó bạo loạn rồi, đó là cái bước thành công thứ hai của bọn chúng. Bước thứ ba, bọn chúng sẽ kêu gọi cái gì? Nhân đạo, hỗ trợ nhân đạo. Hỗ trợ nhân đạo thì lúc đó quân đội của ai? Quân đội Liên Hợp Quốc mà đại diện cho Liên Hợp Quốc là ai? Thì thằng Mỹ nó sẽ nhảy vào can thiệp vũ trang. Lúc đó đất nước lại xảy ra chiến tranh sáo xào, nồi ra sáo thịt. Cái kịch bản ấy bọn chúng đã lên sẵn rồi. Mà có một số tên á, có liên hệ với một số người ở trong nước, lên sẵn cái kế hoạch, cái kịch bản này này. Đấy. Mà cái đám đó một số đang ngồi ở trong tù á. Cái đám hay live stream đòi xuống đường biểu tình này, đòi đa nguyên đa đảng. Đấy, cái đám đó bây giờ một số ngồi trong tù nó có liên hệ đó. Còn cái việc mà mùng 10 tháng 6 năm 2019 này, người dân người ta biết cái bản chất, người dân người ta không đoái hoài. Như anh Hòa Bình Trần nói, người dân sau cái vụ đó người ta tỉnh ngộ ra, người ta chỉ lo làm ăn. Và ngày mùng 10 tháng 6 người ta chỉ mùng 9, mùng 8, mùng 9, thứ bảy chủ nhật người ta đi ăn chơi nhậu nhẹt, mùng 10 thứ hai người ta đi làm bình thường, không quan tâm. Đúng chỉ xảy ra ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, cái đám gọi là dân oan tham á, khoảng 3-40 người toàn là bà già cầm cờ ra đấy đòi đất cát này nọ, nó chả là gì cả. Bây giờ cái đám ba sọc Việt Tân nó không lợi dụng được cái việc này, không lừa đảo được người dân, thì bọn chúng thông qua các trạm BOT này này, thì có trạm thu lâu chưa hoàn lại vốn, chưa trả lại cái đường, chưa xả trạm, nên bọn chúng cứ tưởng là cái trạm đó đã hết hạn thu phí các thứ, nên là cho cái đám dân chủ quậy bót BOT ấy đi khắp các địa phương xem cái trạm nào mà quá hạn chưa ấy, chưa xả trạm, thì bọn chúng bắt đầu gây cản trở ách tắc giao thông. Đấy. Không có camera anh ơi. Ngồi em mời. Có là năng mạng yếu anh, sóng hơi yếu. Anh chào Dương Vy. Chào anh. Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thấy Dương Vy nói về cái BOT hay quá. Vâng. Thì nói chung là nó đang lái vấn đề BOT thì mình cũng nên có tiếng nói đóng góp. Bên anh sóng yếu quá. Sóng của anh tốt không? Thì hôm nay là TV cũng đưa về cái vấn đề BOT lắm là lạc đấy. Em hiểu không? TV vừa đưa về vấn đề BOT lắm là lạc đấy. Tên có tiếng nói đóng góp. Dân địa phương họ. Không nghe được gì anh ạ. Thì nói chung là cũng lên chịu thiệt một tí. Tức là mình đầu tư ra thì có thể thỏa thuận nhân dân là bán vé tháng.
giá rẻ thôi, ví dụ như mỗi xe tháng trăm chẳng hạn, tức mình chịu thiệt ở cái địa phương đấy, đúng không? Vâng. Chứ còn nếu mà mình cứ thu cả thế thì cũng không ổn, mà nó sẽ làm cho cái phản động nó có cái cơ hội nó lợi dụng kích động, hiểu không? Nó đánh Vâng. đồng sang các địa phương khác, thế là các địa phương khác kéo đến, đúng không? Mình muốn đặt trạm Vâng. ở đâu thì mình thỏa thuận với địa phương để người ta sống ở cái chỗ đó, người ta sẽ chạy qua chạy lại suốt. Thì với Em một thấy tiếng rất là nhiều với địa phương anh, người ta thỏa thuận với chính quyền địa phương ấy, từ cấp huyện nhá, thì trong vòng bán kính nó thì khoảng quanh cái huyện đấy thôi, ví dụ huyện nào xa thì mức giá nó cao hơn, tháng thôi, mỗi tháng huyện khoảng nào năm mà bảy 100.000 gì đấy đấy. tức là huyện Còn nào càng gần thì những là thu càng ít, rất là xa thì mình lại tính vé ngày mình thôi, thu vé chuyến. không không cần vé ngày, mình thu vé tháng rẻ thôi, Không, em vé hiểu không? tháng thì người ở trong địa phương thôi, ví dụ nó ở trong cái bán kính đấy. Đúng rồi, mình thu vé Đấy. tháng theo địa phương thôi. Cái địa phương ví dụ đặt ở trên cái tỉnh này thì những cái huyện gần nhất thì nó sẽ rẻ nhất, huyện nào nó xa Vâng. hơn mình chỉ thu trong cái bán vé tháng trong cái tỉnh hoặc là một hai cái huyện quanh đấy thôi. Đúng Đó, rồi. anh nghĩ là như thế là hợp lý. Với cả nó nói chung là phải tức tốc triển khai cái hệ thống mà thẻ điện tử giống các nước tiên tiến nó làm ấy, Vâng. là nó không có cơ hội, đúng không? Thế mình thấy cái vấn đề này là nếu mà để cái BOT này nó lên cao thì nó sẽ có những cái nhân tố kích động mà nó sẽ làm cho cái vấn đề mà ví dụ biểu tình phản đối nó sẽ còn căng thẳng hơn nữa. Đấy, mình nói chung là chúng ta cũng nên cất lên có những cái tiếng nói đóng góp với Đảng, Nhà nước xem xét. Đó, phải triển khai thật nhanh cái vấn đề này, không nó sẽ rất chi là rắc rối, mà điều quan Vâng, trọng là nếu để bây cho kẻ giờ xấu lợi dụng. hiểu, thứ nhất vạch mặt cái đội đi đánh bot, cái thứ hai á, thông qua cộng đồng mạng này cũng tham mưu luôn cho các chủ bot ở các địa phương là làm thế nào nghiên cứu thu vé ở những cái trạm BOT gần nó, như lúc nãy anh em mình trao đổi ấy, thì trong vòng huyện trên huyện dưới có hai huyện giáp nhau khoảng bán kính khoảng Đấy. 15 hoặc 30 km là mình chỉ vé tháng, mỗi tháng thì bằng này tiền đấy. Bởi vì thật ra một cái làng họ quanh đấy họ trăm xe thì người ta cũng không, đối với cái lưu lượng của xe thì nó không đáng kể gì, đúng không? Một vài trăm xe nó Vâng. không đáng kể gì, mình phải tính cái Anh Khoa Lê đi lại nó sóng yếu lắm. Đấy là cái việc mà cái đội dân chủ cuội bot này nó làm như vậy, nó đánh hầu như là tất cả các bot rồi, từ Thái Nguyên xuống đến Hà Nội, mà cách đây 2 tháng trước ấy, thì cũng thấy đánh cả bot ở Hải Dương. Vâng, em cảm ơn anh Khoa Lê nhé. Người dân ở địa phương thậm chí người ta nhiều người người ta cũng không 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 thắc mắc về việc mà các nhà thầu người ta đầu tư xây dựng BOT là thu vé ở đấy đâu. Chỉ có một số cái công ty vận tải doanh nghiệp á, nó có trên khoảng 5-7 đầu xe, nó thường xuyên qua lại, một ngày qua lại một xe qua lại 3-4 lần thì cái lượng phí nó khá lớn. Nhưng mà những ai á,
chủ doanh nghiệp người ta tính toán ngon lành ấy, thì người ta thu vé tháng bằng đầu xe mua vé tháng thì nó bớt được cái chi phí. Còn việc mà cái đội dân chủ cuội nó đi đánh này này thì cái lợi ích của bọn nó lớn lắm. Hôm nay vì thế nó lại chìm cầm 2-3 cục tiền như vậy thì chả sướng à. Dư Dương Vi cũng phải đi đánh bot đấy. Nếu mà được bọn dân chủ cuội trở thành dân chủ cuội mà được chủ doanh nghiệp thuê này, với là cái đám ba sọc Việt Tân nó cho nhiều tiền như thế, Dương Vi cũng phải thử đi đánh bot. Ví dụ sắp bị công an bắt thì tôi đã thuê luật sư rồi, luật sư bào chữa hẳn hoi rồi, hiến pháp tôi cầm rồi, luật pháp tôi nắm rồi đấy. Như tên Sơn Bùi ấy. Ơi chào Nguyễn Ngọc Lan. Nguyễn Quốc Thắng thừa hơi là thừa hơi thế nào? Nếu mà ai cũng nghĩ như Nguyễn Quốc Thắng á thì đất nước này đang ngả sang thành đa nguyên đa đảng mất rồi. Ngay cả trên cộng đồng mạng này thôi cũng giành giật nhau từng ly từng tí, tranh đấu với cái đám ba que không khoan nhượng trên cộng đồng mạng. Thậm chí Facebook một tháng bị mất 2-3 cái nick face, bị zip, bị báo cáo, bị report. Nói chung á, mất cái này làm cái kia để làm sao để lại tiếp tục có face mới lên mạng để đấu tranh chống lại cái đám ba sọc, cái đám Việt Tân, cái đám dân chủ cuội, cái đám chuyên đi zip nick này. Đấy. Còn việc mà cái đội đi đấu tranh chống lại cái bot BOT ấy, thì những việc làm của bọn chúng về khách quan mà nói thì nói chung là có mặt đúng, nhưng mà trên phương diện của pháp luật là vi phạm pháp luật. Ví dụ người ngoài bình thường á, không đứng trên phương diện pháp luật bảo là đúng là đi đấu tranh như vậy là đúng, người dân người ta bảo là ừ, quyền lợi của người dân như vậy là tốt rồi. Nhưng mà thực tế đi dừng xe ở ngay chỗ trạm barrier bot ấy là cản trở giao thông, gây rối trật tự, và từ một xe nó đứng đấy sau 5-7 xe dần dần là người dân nó hiếu kỳ đến đấy đông, bắt buộc lực lượng chức năng đến giải tán. Lực lượng chức năng đến thì người dân lại đổ ra xem càng đông, và từ đó gây ách tắc giao thông, đó là cản trở gây rối mất trật tự an toàn giao thông. Cái đấy là vi phạm pháp luật. Vâng, Dương Vi xin kính chào tất cả các cô, các chú, các bác, các anh, các chị một lần nữa. Đó là trên phương diện luật pháp. Nên á, ở các like của cái đám đi đánh bot này, ít nhất cũng từ 300-400 người đến 1.000 dưới người xem. Đấy. Mà người ta tung hô hào các anh các chị làm như vậy đúng, hợp lòng dân. Nhưng mà thực tế có đúng cái quy định của pháp luật không? Trong đó các vị ấy, có luật sư là người hiểu biết về pháp luật, lại không khuyên các vị. Đấy. Trong tay cầm hiến pháp, các luật pháp, các quy định, nghị định, thông tư của chính phủ, của nhà nước, rõ ràng ấy, các vị biết về pháp luật mà các vị sai
Sai, nhưng mà các vị vẫn làm. Làm bởi vì sao? Bởi vì các vị đã cưỡi lên lưng hổ, nhân những cái đồng tiền bẩn thỉu đó, những cái đồng tiền bẩn thỉu, những đồng USD từ cái đám ba sọc Việt Tân ở hải ngoại người ta gửi đến, nhận những đồng tiền mà các chủ doanh nghiệp người ta chỉ thị các vị phải đi đánh bót này bót kia bằng hình thức này hình thức nọ, thậm chí vì lợi ích cá nhân, thí dụ như anh A này, tôi ghét ông kia, ông B là chủ bót, tôi có tiền, tôi thấy hắn làm ăn như vậy càng ngày càng giàu, tôi không muốn cho vượt tôi, thôi tôi bỏ ra bằng này tiền, anh chị ra phá số cái bot cho tôi, gây mất uy tín cho hắn. Sau này người ta muốn, nhà nước muốn đầu tư thuê hay là hắn muốn thầu để xây BOT thì người ta không cho hắn nhận gói thầu nữa, mà tôi sẽ được cái lợi ích riêng tôi. Anh chị làm này bằng này tiền, thế là bọn này đi làm thôi, có gì đâu. Cái bọn dân chủ cuội bot này trình độ học vấn có, nhưng mà suốt ngày lang thang ở trên đường, nhà cửa có, con cháu đoàng hoàng, không lo ăn lo làm, suốt ngày đi quấy phá gây rối, mất an ninh trật tự hết tỉnh này tỉnh nọ, địa phương này sang địa phương kia. Có thể cái like này Dương Vi sẽ động chạm đến rất là nhiều công ty doanh nghiệp, rất là nhiều anh chị em. Nhưng Dương Vi bắt buộc phải nói. Bởi vì sao? Không nói ra thì nhiều người dân người ta cứ ủng hộ vào các diễn đàn của các bà ấy, ủng hộ tung hô. Thì các bà ấy càng ngày càng ngáo, mà đại đa số đi đánh bót. Đàn bà là nhiều. Đàn ông ít hơn. Ngay cả cái đám dân chủ cuội, những nhóm hiến pháp cuội cũng vậy. Đàn ông thì ít, đàn bà thì nhiều. Những kẻ đàn ông ấy chỉ là những cái kẻ bị những cái mụ dân chủ cuội này này lợi dụng thôi. Ngay cả trước năm 2018 vậy, toàn bị phụ nữ lợi dụng. Đại đa số bị bắt vào tù toàn đàn ông ngu. Bởi vì sao? Bởi vì á, những mụ này này cho ngửa hết ra là cho pạp xong là thôi anh ạ, anh làm livestream nói này nói làm thế nào kích động, vừa được ăn vừa được ngủ cùng gái như mụ Nguyên Thùy ấy, đáng nhé, bà ấy bị bắt rồi. Nhưng mà trong cái quá trình livestream ấy, bà lại không ngu như cái tên đầu bạc. Tên đầu bạc cầm điện thoại livestream lòng vòng. Thế là bị tóm cổ. Nguyên Thùy sau vụ đó giảm hẳn livestream, chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạy qua Thái Lan. Đó, cái đó là cái ngu chưa, nhóm hiến pháp. Còn tên Mấn này nữa, Mấn hiến pháp ấy, trước sau thì cũng bị bắt. Riêng cái đàn ông thuộc các nhóm dân chủ cuội, đại đa số là bị phụ nữ lợi dụng hết. Tóm lại, thứ nhất là dại gái. Cái thứ hai, vì muốn nổi tiếng nhanh, ngáo ở trên mạng, dễ bị tù. Riêng luật an ninh mạng nó ra đời á, bây giờ các vị tuyên truyền xuyên tạc trên không gian mạng vi phạm mà điều nào cũng phải từ 3 năm tù trở lên. Đấy.
Còn cái đội mà quấy rối bot live stream này này, xong xuyên tạc về công an như tên 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 cùng đồng bọn với cái mụ cái tên Sơn Bùi ấy, cái tên Sơn Bùi này dám đặt camera ghi hình cả 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 lực lượng công an trong lúc người ta đi thi hành công vụ tại công an huyện Sóc Sơn mà đòi kiện cả công an huyện Sóc Sơn, quá ngáo rồi. Trong cái khoảng thời gian từ năm 2018 tháng 6 2018 đến tháng 9 2018, riêng đám dân chủ quận theo thống kê ấy, những cái đám live stream ở trên không gian mạng bị bắt khoảng 12 13 người đó. Mà thậm chí còn không công bố luôn. Còn năm 2019 này này, những cái thành phần livestream mới xuất hiện rất là đông, nhưng mà nó không đáng ngại như cái đám đánh bot quậy này này. Còn những cái tên nó khôn ngoan, nó không mở diễn đàn, nó toàn chui vào các diễn đàn khác, thì ở đây có chú Nguyễn Nhàn, Thiên Tài Lê các thứ là biết những kẻ đó là những kẻ nó khôn ngoan giảo hoạt như thế nào. Ngay Dũng Boba là một tên rất là khôn ngoan giảo hoạt, nhưng mà cũng bị công an Hà Nội mời triệu tập lên để uống nước chè. Còn Cát Linh cũng vậy. Ê, những kẻ livestream ấy đều bị hết, còn những kẻ nó lên diễn đàn của bọn phản động ở trong nước cũng như hải ngoại, những kẻ đó cũng nằm trong cái danh sách theo dõi, nhưng mà đặc biệt là nó ở ở tầm thấp hơn một chút nên chưa tóm luôn. Còn tối nay á, nếu mà A Quy Nguyễn có lên diễn đàn của ai ấy, thì anh chị cứ cho lên lên tranh luận trong vòng mỗi người 5 phút. Đấy, lên chửi cho nó sập mặt luôn. Nó chả là cái gì, thằng nó cứ nghiên cứu cái này cái kia là được tin này tin nọ về, bắt đầu nó xuyên tạc linh tinh, kích động chia rẽ đâu, nó chả là gì cả. Ngại nhất là cái đám xuyên tạc viên như tên Trương Quốc Huy mới đáng ngại. Đấy, Trương Quốc Huy kia là nó xuyên tạc nó có đẳng cấp. Còn Ánh Chi, nhưng mà sau những thất bại liên tục của cái đám Ba Que, thậm chí bọn chúng còn bị cái đám dân chủ quậy trong nước lừa cho những cái vố nhủ tiền sang, bảo bọn nó làm cái này làm cái kia, nhưng mà tôi sợ bắt lắm, bây giờ là gửi tiền sang trả lại anh chị gửi bằng hình thức nào, mà thực tế bọn nó có gửi đâu, bọn nó nhậu nhẹt tiêu hết rồi. Đấy, đấy là cái hình thức mà bọn dân chủ quậy trong nước nó lừa đám ba sọc Việt Tân ở hải ngoại như thế. Tên A Quy nó chẳng khác như 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 thằng Điếm Ngô Kỷ có gì đâu. Hùng Lân
đấy, Việt Nam không xảy ra biểu tình ấy, thì bọn chúng lặn hết mất tăm mất hút Tân Thái Benny Trường á, còn Mô Misa Trúc Hoàng Lê quay ra mấy hôm nay bọn chúng đấu đá với nhau, đấu đá với con gì ở trong nước á, thế cũng tốt thôi. Mày quy chụp tao, tao quy chụp mày, mày lợi dụng, bảo tao lợi dụng cái này, tao lợi dụng cái kia, thế là quánh nhau từ lưa tá lả, cả cộng đồng mạng loạn hết cả lên. Đấy, Benny Trương bị chị Hà My chửi cho sập mặt. Mà cái đám này khổ lắm, mỗi Tân Thái Dương Vi lên diễn đàn lên tí là trái quan điểm nó cho xuống. À, mọi người á, lưu ý cái tên Ken, nó lập ra cái group tôi muốn đa đảng á, cái tên đó nếu mà một là bắt được là cũng phải, hoặc là biết nơi cư trú trình báo ngay công an tại địa phương đấy, nơi tạm trú của nó, để Dương Vi đưa lại cái thông tin của tên Ken này cho mọi người. Ken này là Việt Nam đang yên đang lành, tôi muốn đa đảng, muốn đa đảng sang Campuchia nó gần, đi mà đa đảng. Tên Ken không, ở Hải Dương có lão già dân chủ cuội tên Nguyễn Thanh á, lão Nguyễn Thanh này cũng không hề vừa, cũng xuyên tạc suốt được hơn năm nay rồi. Đúng rồi, thằng này trước hay vào các diễn đàn của anh chị em, nhưng mà nó là dân IT, hiểu biết về công nghệ rất là rành, chính vì thế nó mới lập ra cái group tôi muốn đa đảng. Đây là Cát Linh, con nuôi của Rose Đào, Hạnh Đào, đệ tử của Dũng Vô Va. Còn đây là Trương Quốc Huy, từng với không ạ, thằng này là Phạm Huỳnh Huy Đức, nó từng với con cái thằng Lisa, Lisa, nó xâm nhập vào Việt Nam mà từng chạy thoát. Nó trước kia ở cái tổ chức Nguyễn Hữu Chánh, bây giờ tham gia vào Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump. Đấy, tên này này, Phạm Huỳnh Huy Đức, Tân Thái, mọi người biết rồi. Đây, tên Ken này này.
Họ tên đầy đủ nó là để Dương Vi xem, có một anh ngày trước học cùng với hắn cơ, anh này ngày trước học cùng lớp với hắn luôn, học phổ thông á. Đâu mất rồi? Đây là Lão Gia Nguyễn Thanh này. Đây, tên tên Vinh này, Vinh Ủng này, Rô Sơ Đào đây, hắn có livestream với Rô Sơ Đào đây. Tên này đang truy nã toàn quốc rồi. Huỳnh Phương Truyền ở trong cái nhóm Hiến Pháp, tên mặc áo trắng này, trong nhóm Hiến Pháp quậy đó. Ken là Nguyễn Hải Phú. Like hôm qua Dương Vy cũng nhắc đến là Nguyễn Hải Phú sinh năm 1979, quê quán ở Tuy Hòa, Phú Yên, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước Dương Vy dò dò ra nó đang sống ở quận 8, từng làm việc làm công nhân cho một doanh nghiệp ở nước ngoài mà thu nhập của hắn là khoảng 35 triệu một tháng. Sau khi hắn làm cái gì đó bị đuổi việc nên là bất mãn, quay ra là mua đồ nghề ở nhà livestream, mà về vợ về đến nhà thấy vợ hắn sợ chết nên là cất đồ nghề ngay, kéo vợ đi làm là hắn ở trong nhà livestream đấy. À, nó thuê trọ ở quận 12 đây. Quận 8 mà nó thuê trọ ở quận 12. Đấy. Ken Nguyễn Hải Phú. Chào chú bà Nguyễn. Nếu hôm nay cháu mặc cái áo D3Q live stream nữa. Cháu lại lúc rồi cháu cũng về tranh thủ. Nói về đám bot như tiền AQ tí. Đám dân chủ cuội. Nói chung tình hình kinh tế của Việt Nam bây giờ phát triển như thế thì bọn chúng hết đường mà xuyên tạc. Đấy, các nước ở trên thế giới người ta mong muốn có một chính phủ như Việt Nam và được người dân, được như người dân ở trong Việt Nam, nước Việt Nam. Tất nhiên là ở trên thế giới ấy, không có nước nào, không có các thế lực phản động chống đối lại chính phủ, chống đối lại cái nhà cầm quyền cả. Vấn đề là nó nhiều hay ít thôi. Còn đối với Việt Nam á, cái thành phần chống đối lại Đảng Cộng sản này, chống đối lại chế độ, đường chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước này rất là ít thôi. Nó có trên dưới khoảng 2.000 người chứ mấy. Nhưng mà trong 2.000 người đó, thực chất ra nó bị lôi kéo dụ dỗ thôi, còn có khoảng mấy trăm người này này là những người cầm đầu. Đó. Thậm chí nhiều cái livestream nhiều người vào hỏi thế anh có muốn đa đảng, đa đảng là cái gì, đa đảng có tốt không, không biết cái gì về đa đảng cả. Đấy,
mà rất là nhiều người cũng phân tích rồi, đa đảng chưa chắc đã tốt hơn một đảng. Mà chú Bằng Nguyễn livestream hay nói về kinh tế ấy, nói Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình phát triển có được 20-30 năm nay thôi mà đưa đất nước từ nghèo khó mà vươn mình lên bây giờ đứng hàng đầu, hàng thứ hai Đông Nam Á. Đấy. Mà được cả châu Á và thế giới người ta ghi nhận thông qua những cái việc làm như hội nghị thượng đỉnh APEC hay là hội nghị thượng đỉnh giữa Liên Triều Mỹ với với Triều Tiên. Và mới đây á, Việt Nam ứng cử vào hội vào cái hội đồng không thường trực của Liên Hợp Quốc mà 132 trên 133 phiếu à, thì nó quá cao, thì một phiếu không không bỏ đấy là phiếu của ai, chẳng nhẽ mình lại bỏ cho mình đấy. Thì biết là thế giới người ta ghi nhận Việt Nam như thế nào, ngay cả vấn đề nhân quyền cũng thế. Nước Mỹ năm 2018 phải rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của thế giới, rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc bởi vì nước Mỹ không có đủ nhân quyền. Vì sao? Bắt bớ người dân di cư từ nước láng giềng, cái nước nước gì ạ? Mexico. Đấy. Nhập cư sang Mỹ, bắt đầu tách vợ xa chồng, đấy. Mẹ xa con, kẻ con nhỏ 1 tháng 2 tháng cũng bị tách ra. Đấy, cái nhân quyền ở đâu? Xong bảo nước Mỹ có nhân quyền và văn minh lịch sự. Riêng như hôm qua Dương Vy xem một cái clip thì có khoảng 40 triệu người dân Mỹ thuộc hệ đi xin ăn và phải xin cái thực phẩm trợ cấp đấy, ở 192 trên 193 nhỉ Nguyễn Minh, đấy là về nước Mỹ. Còn về cái thống kê hàng đầu dân chủ nhân quyền kiểu Mỹ á, tính từ mùng 1 tháng 1 2019 đến 31 tháng 5 2019, trong vòng 5 tháng nước Mỹ xảy ra 150 vụ xả súng, trong đó hàng mấy nghìn người chết, mấy nghìn, mấy chục nghìn người, mấy hơn chục nghìn người bị thương. Nhưng mà cái khổ lắm, cái đám dân chủ quậy ở trong nước này lúc nào cũng tung hô đấy, phò Mỹ bài Trung để làm sao để có nhân quyền như kiểu nước Mỹ, thoải mái tự do như nước Mỹ. Người ta tự do trong khuôn khổ, riêng nước Mỹ là nước cái pháp luật nó chặt chẽ nhất, anh xịt tí là police nó đến nhà ngay, ồn ào tí police đến nhà ngay, đừng có nói là đơn giản như Việt Nam hát hò tối 11 12 giờ ầm ầm không có ai khiếu nại cả, chỉ ồn ào quá hôm sau ra hàng xóm hay là nhà bên cạnh bảo là tối hôm qua ông nhà ông làm gì mà ồn ào thế làm tôi mất ngủ cả đêm, lần sau rút kinh nghiệm nhé. Việt Nam người ta tình làng nghĩa xóm người ta nhắc nhẹ thế thôi, nhưng mà cái đội đấy còn lâu ồn ào, nó alo police là ông sang chỗ nhà này này ồn ào gây mất trật tự không ngủ được, thế là chết với nó rồi. Riêng phò Mỹ bài Trung theo cái đám dân chủ cuội là hỏng, mà quan điểm của đảng á, không phò Mỹ cũng phò Trung, không bài Trung, mà bây giờ á, xảy ra cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ Trung này,
Thì cái đám Ba Que á, nhất là tên Trương Quốc Huy với cái đài BBC á, nó nói rằng Trung Quốc có nghĩa là chuyển hàng hóa sang Việt Nam, thậm chí cho lắp xây dựng những công xưởng nhà máy tại Việt Nam, xong mang hàng hóa tại Trung Quốc về Việt Nam dán mác Make in Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ. Cái điều đó là nó xuyên tạc nha. Còn những cái công ty nó đứng ở trên đất nước Việt Nam này từ rất lâu rồi, từ trước khi chiến tranh thương mại nó xảy ra ấy, cho dù là chủ Trung Quốc mà nó hàng hóa sản xuất tại Việt Nam nó mang Make in Việt Nam là đúng, chả có gì sai cả. Còn về làm ăn kinh tế, Việt Nam vẫn giao thương buôn bán với Mỹ, với Trung Quốc. Mà cái việc này nói nhiều rồi, cái một anh khổng lồ ở ngay láng giềng, tại sao anh không tận dụng bán hàng hóa, những cái nông sản, những cái gì cần thiết cho cái ông láng giềng trước? Còn cái ông ở xa tôi phải sơ chế chế biến các thứ đạt tiêu chuẩn tôi mới vận chuyển đi được, nó phải có thời gian, trong quá trình chế biến nó phải có thời gian để vận chuyển bảo quản nó mới được lâu mới được an toàn. Chị cô Kiều Loan này, Hồng Kông á, nó một quốc gia nhưng mà hai chế độ, chả biết đa đảng hay không á, nên mới loạn lên đấy. Nếu ở Việt Nam mà mình một quốc gia có hai chế độ thế chắc cũng loạn lâu rồi. Thôi Dương Vi cũng xin kết thúc cái live đây. Lúc nào Dương Vi rảnh rảnh sẽ live và mời các anh chị em lên trao đổi, đàm luận, đặc biệt là gọi những tên Ba Que vào và lên tranh luận xem nó như thế nào. Bởi vì cái diễn đàn Dương Vi á, tranh luận nó công bằng, không như cái đám Ba Que nó tranh luận không được, nó đuổi mình xuống. Đấy, cái đó nó đã mất đi cái tính dân chủ rồi. Anh lên 5 phút, tôi lên 5 phút, hết 5 phút xuống, tự động xuống, hoặc là chủ diễn đàn cho xuống mời người khác lên tranh luận tiếp. Nhá, Dương Vy xin kính chào tất cả mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc.